Ờ, có nghĩa là họ không có thích nhau, kéo xong cuối cùng trời ông phạt ông đặt để sao mà bây giờ thành là mía thành đó. Cái hình ảnh là anh đang ôm một cô gái máu điên lên là nóng lên, cái em gọi điện thoại em kêu là sao anh họ lừa dối em, em không ngờ anh là một người như thế này nè, sai lầm khi mà quen anh. Kêu là em đi ra ngoài cầu á, em lấy xe của anh về đi rồi đem về cho ba mẹ anh, nói với ba mẹ anh đó là anh xin lỗi vì anh bất hiếu quá không có nhìn ba mẹ được. Em tên gì? Em tên là Nguyễn Quý Giang, năm nay em 31 tuổi, hiện là nhân viên đối ngoại. Em tên là Nguyễn Thị Mỹ Nhung, năm nay 28 tuổi, hiện là nhân viên văn phòng. Nhung Giang gặp nhau trong trường hợp nào? Tụi em gặp nhau lần đầu tiên ở trong một quán cà phê. Do là em có một cái người bạn nó rất là thích hẹn mấy cô gái chân dài da trắng để uống cà phê, thì bữa đó có rủ em theo, thì em cũng tò mò muốn biết chân dài da trắng đẹp cỡ nào thì em cũng đi theo. Em nói sao chứ ông đàn ông nào mà không thích gặp chân dài da trắng, em làm bộ em kiếm cớ em nói là thử coi sao. Dạ tại làm như chưa bao giờ gặp vậy đó. Hôm đó giờ gặp mà gặp chân dài da đen. Dạ, em có một đứa bạn thì bữa đó thì nó rủ em đi uống cà phê tới nhà chở em tới tận nơi nữa, cho nên em miễn cưỡng là em đi đi theo tới đó. Rồi chị hiểu rồi, có nghĩa là bạn này á thì đi theo bạn trai của bạn này để đi coi cái cô chân dài đó ra làm sao, còn bạn này á là bạn của cô chân dài, bạn đúng của bạn cô chân dài đó. Rồi là bốn bạn gặp nhau ở quán cà phê. Bây giờ thành hai cặp. Không, chỉ có mình em và anh sẽ là một cặp, còn hai người kia hiện giờ vẫn chưa có thành gì hết. Để chị hỏi chút xíu nè, cái hôm mà em gặp hai người đó, người chân dài hơn với người chân dài vừa vừa đó, thì lúc đó thực lòng em thích cô chân dài kia không? Em thì thích thì cũng không dám nói ra, tại vì cái đó là kèo của bạn em, mình chỉ đi theo mình xem cho biết thôi. Còn bạn của chồng em lúc đó đẹp trai không? Dạ cũng đẹp trai lắm. Rồi là thực lòng em là em nghĩa chồng em hay là nghĩa bạn kia? Dạ thực lòng em thì cũng thích hết, tự vì cũng dễ thương, cũng đẹp trai lắm. Có nghĩa là họ không có thích nhau, kéo xong cuối cùng trời ông phạt cũng đặt để sao mà bây giờ thành là nghĩa thành đó. Rồi bây giờ cái ấn tượng mà khi lúc mà em gặp chồng em á, thì đang ngồi nói chuyện với anh kia kìa, cái nghe cái tiếng đi hình hình hình, em quay lại thì thấy là một cái anh chỗ siêu mặt luôn, hai cái má xệ xuống. Lúc đó là nặng gần 100 kg. Như vậy bây giờ là em bao nhiêu ký? Dạ giờ em 80 kg. Xuống gần 20 kg. Dạ trong 6 tháng. Ủa mà sao trong 6 tháng? Em giảm á là do đám cưới em muốn chụp hình cho đẹp. Nhưng mà cái lúc mà bạn vô bạn thấy một con người như vậy mà gần 100 kg thì thì cái đó là sẽ là người yêu của bạn không? Dạ không, vì em thấy là mặt xấu cho nên là đâu có ấn tượng gì với em để em thích đâu. Không nghĩ tới. Không nghĩ tới. Còn bạn này thì sao? Em cũng không có để ý cô này đâu. Tại em để ý cô kia không à. Mà cô đẹp lắm. Nhưng mà khi mà em nói chuyện á thì em thấy cái cô kia cũng không có cười, cô khô không khóc à. Còn vợ em thì ngồi cười quá trời cười. Ủa mà cái gì cười vậy? Tại vì anh trẻ chị hài mà. Dạ em thấy ảnh hài hước lắm cho nên là cũng mến cái tính hài hước đó. Vậy là sau đó là tụi em bắt đầu yêu nhau hẹn hò. Rồi trong thời gian yêu nhau á thì có gặp những cái trở ngại gì không? Trong thời gian hẹn hò nhau á thì tới 2 lần anh đòi tự tử luôn. Trời ơi sao vậy? Lần thứ nhất là do em đòi chia tay với ảnh để em sang nước ngoài du học. Em có nói với ảnh là thôi bây giờ mình tạm ngưng đi để em sang nước ngoài du học, sau đó ổn định thì em sẽ về em bảo lãnh anh. Mà em thấy là con gái mà đi du học mà là đi luôn à. Đâu có dạ, con trai còn già chứ con gái là đi mất tiêu luôn. Nên em đâu có chịu đâu. Đó cái em mới làm áp lực, em mới đi mua hộp dao lam, em cầm dao lam qua nhà kiếm cổ. Đang ở trong nhà thì tự nhiên cái ảnh nó tới, nhưng mà cái mặt thì đỏ ngầu à, giống như là mới uống bia vậy đó. Rồi trên tay cầm một cái hộp dao lam á anh. Rồi xong vô nhà em nói là bây giờ em mà đi á là anh cắt tay anh tự dựng chết liền luôn. Ông lấy cái lưỡi lam ra anh để vô tay ảnh, cái xong rồi em thì nghĩ trời ơi lỡ mà có án mạng trong nhà thì ảnh mà chết thì ảnh đi ám em rồi sao em lấy chồng luôn. Nhưng mà không, em thì em cũng giả bộ em cầm em để vậy nè, thì khi em thấy cổ xuống cái cổ chạy là cổ ôm em, cổ giật cái lưỡi lam lại thì em lại buông ra liền. Em giả bộ thôi mà, lỡ cách kiệt chúng chết sao. Đó vô tình bữa đó em lên mạng em search cái nick của ảnh á, cái trên mạng á hiện ra một cái hình ảnh ảnh đang ôm một cô gái máu điên lên là nóng lên, cái em gọi điện thoại em kêu là sao anh họ lừa dối em, em không ngờ anh là một người như thế này nè, sai lầm khi mà quen anh. Cái xong rồi em cắt điện thoại luôn, rồi cái em đi qua nhà bạn em chơi.
Sau đó thì con nhà bạn em á, nó mới nói lại với em là anh Giang này nè nhắn tin kêu là em đi ra ngoài cầu á, em lấy xe của anh về đi rồi đem về cho ba mẹ anh, nói với ba mẹ anh đó là anh xin lỗi vì anh bất hiếu quá không có nhìn ba mẹ được. Thì đó em chạy xe ra gần mét khi em để xe đó khi em mới đi qua bên thành cầu bên kia em ngồi đó mà em khóa xe rồi. Dạ rồi cái em mới ngồi em coi cái cổ có tới không, cái em thấy cổ tới em chạy tới thì em thấy có chiếc xe không mà người thì không có, thì lúc đó em mới hoảng hốt luôn, là em nghĩ trời ơi cái này mà chắc ảnh nhảy cầu thì rồi, thì em mới la quý giang rồi. Mà không thấy đâu hết, em chạy lên sang trên cầu em tìm em la, thì nhìn vào bên cầu bên kia thì ảnh đang ngồi bên kia, đang ngồi trên cầu á mà em thấy cổ là em thấy mắc cười rồi. Nhưng mà em đang đóng kịch mà sao em cười được, cái em bộ mặt kiểu não lắm, kêu cổ chạy qua cô thấy em cô kéo em xuống cái thành từ thành cầu kéo xuống kia bây giờ bỏ rớt đó thấy em rồi, nhưng mà cố tình leo lên cái hành lang để nhảy xuống. Thì em mới kéo xuống thì không chịu xuống, mà mập quá thì em kéo không nổi, cái em kéo được đó cái bịch xuống luôn, thì mọi người xung quanh tưởng có cái chuyện gì xảy ra á, bu vô hỏi hàm lum hết trơn, thì lúc đó xấu hổ vô cùng luôn. Mà lúc đó là em đóng kịch luôn với mọi người mà chạy tới luôn lỡ. Dạ đúng rồi, đúng không? Em lỡ thì em mới đi theo luôn, chứ lỡ mà em thấy người ta phát hiện ra mới công người ta đánh mình chửi mình chết luôn. Dạ, em làm dữ luôn. Dạ em làm dữ, em cũng ngồi bạch đó nè, cũng mày đó em, giờ em có tha thứ nào không? Em nói một câu đi, anh làm luôn nè. Cầu đó ngay đây rồi đó, cổ cũng nói rồi em tha. Người ta nhìn kỳ quá, cái em thấy người ta nhìn cũng kỳ thiệt. Thôi em đứng lên thôi đi gọi đi về. Dạ. Mình hình dung có hai trường hợp xảy ra ha, bữa đó thì không biết sao luôn á. Thứ nhất là em bị mất cái xe, còn cái trường hợp kia mà cũng lúc mà dằn qua dằn lại đó, lỡ mà nó tụt tay vì nó nhỏ con á, tụt tay một cái rồi té ngược qua cái phía nước chứ không có té ngược ra phía sau. Dạ, lúc đó là hết nước của cậu luôn. Nặng quá nhảy rồi xài cái chiêu này hai lần thôi đúng không? Dạ. Đừng có lặp lại lần thứ ba. Dạ, nữa quá tam theo ba chị ba. Ừ. Dạ, cho đi thiệt luôn á. Dạ. Rồi sau khi cưới về rồi có... cưới được bao lâu? Hiện giờ là em cưới được 3 năm. Có em bé chưa? Dạ có rồi. Rồi cái chuyện hôn nhân nó có chuyện gì mà nó vui giống như là lúc yêu nhau không? Dạ sau hôn nhân thì té ngửa hết mọi thứ chứ không phải. Ai té ngửa? Dạ em. Em có té ngửa không vậy? Vỡ mộng dạ, hả? Em cũng có những cái té ngửa. Khi mà đang quen á, thấy cổ cười nhiều mà nói ít. Còn khi mà quen rồi, cưới rồi về cái cổ làm ngược lại. Cổ nói nhiều hơn, mà cổ ít cười lại, cổ nhăn không à. Từ sáng tới chiều cổ nhăn cả ngày luôn. Dạ nhăn do nhiều cái để em bực bội nên em phải nhăn chứ. Có chuyện gì? Trước lúc cưới thì hứa hẹn với em là đi làm rồi xong đưa tiền hết cho em. Xong giờ cưới xong rồi đó cái nướng vô game hết, không đưa đồng xu nào hết trơn á. Trời ơi em ghiền cái em cỡ vậy luôn á. Nghĩ là chơi vui mà không biết chơi xong thì nó ghiền. Có khi nào mà chính vì cái sự nghiện game đó với chồng em mà hai chồng em gặp trục trặc không? Dạ có chứ, em lúc đó là em cảm thấy thất vọng về ảnh vô cùng luôn. Nên em chán lắm. Có ý định là một là em bỏ đi về mẹ em, hai là em dẫn đến ly hôn. Tại vì nói hoài không nghe. Rồi trận đó làm sao? Có một lần em tình cờ em mở cái điện thoại về em ra, em thấy ghi trong điện thoại á là than phiền về em này kia, tại sao chơi game mà bỏ bê này kia đó. Chắc là cũng không kéo dài được bao lâu nữa. Thì em cũng giật mình, em cũng sợ. Không bao giờ nghĩ đến chuyện là vì chơi game mà có thể dẫn đến cái chuyện là ly hôn đâu. Em có biết chồng em lén đọc cái những dạ cái không đồng? Em không biết rằng là chồng em đọc được. Và tự nhiên cái bất ngờ ảnh bỏ game. Em không biết lý do luôn á. Thì bây giờ đến giờ mới biết là ảnh đọc được nhật ký. Đến hôm nay mới biết rồi. Dạ đúng rồi. Vậy đó. Ồ tuyệt vời, tuyệt vời. Bây giờ em còn cái điều gì cần chồng thay đổi nữa? Dạ còn chị ơi, cực kỳ lười tắm. Cứ mỗi lần đi làm về á, không thấy tắm cái em mới kêu là anh ơi đi tắm đi. Cái anh kêu cho bò cả năm không tắm cái con nào chết đâu. Mỗi lần em nói câu đó cái cổ nói nè, cho bò không tắm á, thì không con nào chết. Ông mà không tắm một bữa là tôi chết. Cuối cùng có tắm không? Thì em cũng lần lửa vậy á. Không, nhiều khi không tắm, qua ngày mai mới tắm gì. Em sợ nước hả? Dạ tại vì khi đi làm về em mệt lắm. Em nằm em nghỉ ngơi chút xíu hồi em nghỉ luôn. Ngủ luôn đúng không? Ngủ luôn, ngủ quên luôn. Trời. Bà thì ở sạch. Các bạn cứ cằn nhằn hoài đó, một đó là có cái chuyện mà cằn nhằn em suốt kìa đi. Thực ra bản thân chị sợ nước lắm nha. Một ngày là chị đặt cho chị một cái mục tiêu là ráng cố gắng ngày tắm lần. Dạ. Đó nhưng mà chị để ý lúc mình mệt á, mình chỉ cần ráo mồ hôi xong mình vô mình tắm một cái thôi tự nhiên nó khỏe liền. Chút nữa về tắm liền cái nha. Dạ.
Điều bạn mong muốn vợ bạn thay đổi là gì? Bớt càm ràm em đi hơn chút. Cái gì nói một lần thôi, bớt cắn một chút. Người hết chỗ cắn rồi, đau quá rồi. Cái cắn là em yên tâm đi, sau đây là người cắn nữa đâu. Còn em thì mong chồng em á là ở nhà nhiều hơn là đi ra ngoài đường. Dạ, tại anh thích đi ra ngoài đường lắm. Ở nhà có một ngày anh cứ kêu là trời ơi cuồng chân rồi, trời chuyển nổi rồi, cho nên là em mong. Đó là thực ra đó là tất cả gọi là cái bệnh mà bệnh cố hữu của tất cả các ông chồng. Nói chung á là mình nên sống chung với lũ để chi mình bớt càm ràm. Mình bớt càm ràm cái tự dưng ấy, chồng mình thấy thôi cái nhà này nó cũng thanh bình đó. Thôi kệ, mình về mình cũng được nghỉ ngơi, mình cũng được yên ổn, chịu khó về nhà. Chứ giờ càng nói càng đi mệt quá mà về nhà mệt hơn. Dạ, thì bớt càm ràm cũng mệt lắm á. Bây giờ giữ sức khỏe cho nhau đi. Người bớt càm ràm là người tự động đi về nhiều à. Rồi, vậy cảm ơn hai em. Em nuôi con tới 2 tuổi thì chồng em có thường xuyên tới thăm con không? Thời gian đó thì một tuần chồng xuống 2 lần, vào giữa tuần với lại ngày chủ nhật. Còn nếu mà em bận việc gì đó thì vào ngày chủ nhật thôi. Tức là một tuần một ngày? Tức chung là chỉ được nửa ngày thôi. Còn nửa ngày sau là anh về nhà rồi. Cái mà con cãi với mẹ là lúc đó là con bầu bì rồi, nói chung là nóng nực, nói chung là áp lực là vừa trong nhà rồi vừa áp lực với người chồng nữa, nên con có những cái lời nói khó nghe, nên mong mẹ bỏ qua cho con. Chào hai em. Dạ em chào chị Hồng Vân và anh Quốc Thuận. Dạ, chào chị Hồng Vân, anh Quốc Thuận. Rồi mời hai em giới thiệu về mình. Dạ em tên là Trần Thị Ngọc Hải, em ở Đồng Nai, em được 30 tuổi. Em là làm nhân viên văn phòng. Thế còn em? Dạ em tự giới thiệu, em là Đào Quốc Thịnh. Năm nay em 31 tuổi. Em cũng làm nhân viên trên văn phòng, chung công ty với vợ luôn. Hai em là ở Đồng Nai luôn? Dạ đúng rồi, ở Đồng Nai, ở Trảng Bom luôn. Hai vợ chồng lần đầu tiên quen nhau như thế nào và ấn tượng gì về nhau nè? Lần đầu tiên đó là em thông qua một người bạn, xong rồi bạn kêu là giới thiệu cho cái anh này nhìn hiền, đẹp trai. Đó em cũng chưa lưỡng lự là chưa có định quen đâu. Em cũng ngại nữa, tại vì lúc đó là em chưa quen ai luôn. Sau đó em nghe đâu thì ảnh đăng ký thi nam thanh lịch trong công ty. Xong cái em cũng tò mò, xong rồi coi nhìn mặt ảnh như thế nào, thì lúc đó là mới thấy cũng da trắng lắm, cao ráo, nói chung là nhìn cũng được. Lúc đó thấy ok đúng không? Dạ. Bây giờ còn em? Còn em thì sao nè? Dạ là một hai lần đầu á thì bạn cũng giới thiệu mà, con nhỏ đó mình nhìn thử coi, thì mình nhìn cũng cao ráo, cũng dáng cũng dễ thương, mắt nhất là cặp mắt cũng đẹp đó, nên mình cũng quyết định quen, mình tìm hiểu. Thì kênh hiểu được vài tháng á, bắt đầu mình mới đi chơi, xong bắt đầu là đi uống cà phê. Thì cái lần đầu hẹn hò là cũng ngay ngày 14 tháng 2 luôn. Cách đây mấy năm? Cách đây 24 là 6 năm. 6 năm. 6 năm rồi. Rồi. Và em có lên hát một bài là cũng tặng. Dạ. Với lại là một bó hoa. Trời em còn ơi. Nhớ cái bài đó không? Em hát lại một vài câu cho anh nghe được không? Bài chờ một người. Chờ hoài một người, anh đứng nơi cuối con đường. Chờ hoài một người mà dường như sẽ không đến. Từng dòng người đi lướt qua anh vô tình, ngọn đèn đêm nhìn anh buồn tênh. Cái mắt hấp hiêm vậy là rớt liền. Mắt hấp hiêm mà nhìn đúng con người. Mắt hấp hiêm xong rồi đến là một bó hoa nữa là rớt rồi. Liền. Tụi em yêu nhau mấy năm thì cưới? Cũng khoảng 2 năm 3 năm vậy. Dạ bắt đầu là quen là 24 là bắt đầu quen. Rồi lấy nhau năm mấy? Năm 2017. Tụi em cưới nhau được bao lâu thì có em bé? Đã có em bé chưa? Dạ được một bé gái. Lấy nhau xong thì qua tháng sau thì bắt đầu mới có em bé. Mà lấy nhau xong thì là ở đâu? Ở nhà bên chồng hay là ở bên vợ? Dạ ở bên chồng. Rồi mẹ chồng nàng dâu thuận thảo không? Nói chung là lúc đầu về thì
mẹ chồng với con dâu thì cũng có nhiều cái cũng không hiểu với nhau á, nên cũng có qua tiếng lại. Nhưng mà cuối cùng là cái gì? Mâu thuẫn giữa em với mẹ là cái vấn đề gì mà chưa hiểu nhau? Nói chung là cũng có một phần của chồng của em. Đó là gì? Ấy là lúc mới cưới về á, chồng em đi về á, tới nhà xong là thay quần đùi, lấy xe chạy một mạch xuống ở dưới gần nhà có một cái đội bóng chuyền buổi chiều hay tập chơi á, xuống ra đó chơi trong tới khoảng 6:30, 7 giờ xong rồi chạy về dọn cơm nước ra ăn gì đó, là ăn cơm xong là lấy xe chạy xuống dưới quán đó lại uống cà phê với tán dóc với mấy đứa bạn ở dưới đó. Em thấy ngày nào em thấy mới lấy về mà chỉ muốn thích đi chơi tự do mình thôi. Dạ. Nhiều khi lúc đầu mình cũng nghĩ là mình cũng không sai gì, thì con trai đàn ông mà, nhiều khi người thì đam mê thể thao nữa, cứ chiều về mà không đi đá banh đến bóng chuyền gì, nói chung là ngứa ngáy khó chịu lắm. Đó, xong thì cũng ngăn cản em, thì em cũng nói là cái này em đâu có phải là đá gà mê gì, như cái gì bỏ bê gì đâu, anh chị thể thao buổi chiều, nhưng mà không thích. Nhưng mà với em thấy cái đó cũng không cái gì là sai nhiều. Đó nên em cứ làm. Rồi xong rồi là gây lộn. Có. Chắc chắn là phải gây rồi. Và gây lộn. Tôi đoán nè, gây lộn. Xong rồi mẹ nghe được rồi mẹ binh con mẹ. Đúng không? Rồi em buồn. Đúng rồi. Sau đó em có bỏ về nhà em không? Dạ có. Cái lúc đó bầu 7 tháng hả? Bầu 7 tháng là em về nhà em. Dạ. Và cái lúc mà sinh con ra là cũng ở bên nhà em luôn. Dạ đúng rồi. Rồi lúc đó em có qua em năn nỉ vợ không? Dạ lúc đó thì có qua thôi nhưng chưa năn nỉ luôn. Là vợ ở nhà, vợ em ở nhà em. Dạ đúng rồi. Nghĩa là vợ đẻ rồi vẫn chưa năn nỉ luôn. Dạ. Rồi bao lâu thì là hai đứa mới về chung một nhà lại? Dạ mới về cách đây khoảng 1 năm, lúc đó bé tầm khoảng được gần 2 tuổi. Bây giờ là nhà riêng hay là vẫn ở chung với bây mẹ? Bây giờ thì em ở nhà riêng. Là gần 2 tuổi nay bé được 3 tuổi, là 3 tháng 12 này là được 3 tuổi. Là mới có 1 năm hai đứa hàng gắn lại thôi. Dạ đúng ạ. Lúc vợ sanh có đưa vợ đi sanh không? Dạ bên nhà ngoại tự đưa đi. Đó em không biết. Xong bắt đầu hình như có linh cảm á. Xong bắt đầu em mới xuống bệnh viện và em mới biết sanh dưới đó. Lúc đó em đi vô bệnh viện mà em có vô chỗ vợ em sanh không? Hay là em chỉ đứng ở ngoài em nhìn thôi? Dạ không vô, em vẫn ở ngoài à. Được mấy ngày thì là chồng em mới thấy cái đứa con đó mới vô. Lúc đó em sanh xong rồi sang ngày hôm sau á chồng mới vô. 2 ngày. Hai ngày sau. 2 ngày. Rồi em nhìn con thì em thấy sao? Em có cảm thấy mình có lỗi không? Thấy lúc đó cũng buồn buồn tủi tủi. Rồi lúc đó là có xin lỗi vợ không hay như thế nào? Dạ lúc đó cũng chưa xin lỗi. Vẫn cương luôn. Dạ lúc đó không phải là cương nữa mà lúc đó chỉ nhìn đứa con không à. Không có suy nghĩ vấn đề khác nữa. Lúc đó mới sanh xong mà bắt đầu dìu vợ tập đi cho vợ ngoài tí xíu xong bắt đầu là bên nhà ngoại lên. Thì xong lúc đó em về. Rồi bắt đầu đưa con về. Em nuôi con tới 2 tuổi thì chồng em có thường xuyên tới thăm con không? Thời gian đó thì một tuần chồng xuống 2 lần, vào giữa tuần với lại ngày chủ nhật. Còn nếu mà em bận việc gì đó thì vào ngày chủ nhật thôi. Tức là một tuần một ngày? Nói chung là chỉ được nửa ngày thôi. Còn nửa ngày sau là anh về nhà rồi. Mà lý do gì 2 năm là hai đứa quyết định coi như là đi về nhà chung? Cái lúc đó con bé nó cũng lớn, bắt đầu đi học. Rồi bắt đầu mới nói chuyện và phụ nhau để nuôi bé đi học, trang trải cho bé. Thì lúc đó mới có nói chuyện với nhau và quyết định là thôi mình thử mình ra riêng mình ở. Nhưng mà bây giờ cái tinh thần cũng như là hai vợ chồng đã cảm thấy thoải mái, thấy là không còn lấn cấn gì nữa chưa? Yêu nhau trở lại chưa? Tức là yêu thì vẫn yêu nhưng mà cũng đang khó cái giữa hai gia đình với nhau. Từ lúc mà vợ bỏ đi là hai gia đình không gặp nhau nữa. Không gặp nhau luôn. Dạ đúng ạ. Mà bây giờ một tuần vậy về thăm ông bà nội mấy ngày? Bây giờ thì cứ một tuần hai tuần là em trở về, cuối tuần em trở về một lần. Em đưa con về bên nhà nội, dạ. Tức là nhà em á. Vợ có đi theo không? Thôi. Lúc đầu thì có chở đi theo và nói chung là song song dành mặc cảm đang có mà. Xong rồi thời gian gần đây như không luôn, em có 2 bố con về thôi. Rồi bây giờ khi nào về nhà ngoại á thì là chồng có đi theo không? Dạ. Cái trường hợp của tụi em á rất là căng. Cái này phải nói liền và tụi em phải hóa giải cái điều này liền. Đúng rồi. Chứ không là rất là nguy hiểm cho cái gia đình nhỏ này. Và cũng lại một lần nữa thì Vân cũng xin đứng ra, Vân xin phép để Vân được tâm sự một chút với gia đình nội ngoại hai bên. Đúng là cái chuyện này á, là hoàn toàn ông bà nội ngoại không ai có lỗi cả. Lỗi là do hai bạn này. Hai bạn này, cái tôi của hai bạn quá lớn. Thực ra mà nói, nếu như lúc đó tụi em chỉ cần
tịch tâm suy nghĩ lại một chút xíu thôi, thì là sự việc nó không đến nỗi căng thẳng mất 2 năm trời như vậy. Khi bạn đã lấy vợ rồi và vợ bạn bắt đầu có bầu rồi thì bạn không thể sống cho riêng mình được nữa, mà bạn phải sống cho cái gia đình nhỏ của bạn. Còn với bạn thì khi mà bạn bắt đầu sống cuộc sống ở trong gia đình chồng rồi, đúng không nè, thì mình sẽ phải cực kỳ khéo léo trong cái mối quan hệ giữa mẹ và chồng. Cách mà mình nói á, nó phải như thế nào đó, nó phải khéo léo. Vân muốn xin với lại hai bên nội ngoại á, là nhất là bên nội á, Vân nghĩ rằng đến giờ phút này khi mà các cháu nó hàn gắn lại được với nhau rồi, thì Vân nghĩ là anh chị nên mở lòng chấp nhận cái mối quan hệ này, cái cuộc sống gia đình này. Bởi vì đầu tiên hết là con mình sẽ hạnh phúc, cháu mình sẽ hạnh phúc. Chứ còn nếu để tình trạng này tiếp tục á, thì lỡ nếu như mà các em không có vượt qua được, kể cả hai gia đình luôn á, thì đi đến chuyện đổ vỡ thì rất là phí và rất là tội cho cháu của mình. Thành ra là Vân mong là cả hai bên nội ngoại mở lòng ra để cho cái mối quan hệ này, cho cái gia đình nhỏ này phải được hạnh phúc. Bởi vì thực ra cái cô gái này đã bị thiệt thòi 2 năm rồi. Nhưng trước khi coi như là ba mẹ mình mở lòng thì mình cũng phải dễ thương, đúng chưa? Tức có nghĩa là bây giờ bên này tự nhiên bây giờ ẵm con về thăm bên nội mà không có con dâu, rồi ngược lại em ẵm con về thăm ông bà ngoại mà không có con rể, thì làm sao có được một cái tình cảm gắn kết lại, dạ, đúng không? Vợ em không về nó cũng có cái lý do. Thì lúc mà đi á, về nhà ngoại á, thì bên mẹ với vợ có nói chuyện qua bằng điện thoại. Nói chung thì vợ em thì cũng nhiều khi tính bỏ lọc chọc lắm, nhiều khi nói đó chứ không có suy nghĩ mình đang nói cái gì, nên nhiều khi cũng mặc cảm. Bây giờ về nói chung cũng khó. Mẹ đang coi, em tưởng tượng mẹ đang coi trước mặt em nói cái lời gì chân tình nhất từ trong đáy lòng của em với mẹ. Nhiều khi em trực diện với mẹ em không nói được, nhưng bây giờ em đây đi mẹ coi, mẹ sẽ thấy, mẹ sẽ hiểu. Cái mà con cãi với mẹ là lúc đó là con bầu bì rồi, nói chung là nóng nực, nói chung là áp lực là vừa trong nhà rồi vừa áp lực với người chồng nữa, nên con có những cái lời nói khó nghe, nên mong mẹ bỏ qua cho con. Rồi vậy quá hay rồi. Rồi Thịnh nói gì hành. Thịnh nói gì với bên gia đình ba mẹ vợ? Dạ. Tụi con cưới nhau cũng được mấy năm, thì giữa vợ chồng con cũng nhiều sóng gió, thì ba mẹ cũng có la có rầy, cũng góp ý, nhưng mà mỗi đứa thì cũng giữ cái tôi cho mình, đứa nào cũng lì cũng cứng đầu hết. Thì cũng qua chương trình này, con chắc cũng chỉ có nói được một lời xin lỗi giữa ba mẹ hai bên gia đình, thì tụi con sẽ cố gắng, sẽ hàn gắn lại và sẽ cố gắng cải thiện cái bản thân mình để cho cái gia đình này sẽ tốt hơn, hoàn thiện hơn. Nói thật lòng là em còn yêu vợ em không? Dạ có gì. Em còn yêu chồng em không? Dạ còn. Chỉ cần nhiêu đó thôi, chắc chắn cái tình yêu này là tụi em sẽ vượt qua được, và tụi em phải giữ. Khi mà em đã nói ra được cái điều này với mẹ là em đã nhẹ lòng rồi, cả hai đứa. Và chị chắc chắn là khi cha mẹ hai bên coi được những cái điều tâm sự của tụi em, cha mẹ sẽ hiểu và sẽ bao dung, sẽ bỏ qua hết tất cả mọi điều, nghe không? Và anh chỉ mong là sau ngày hôm nay, qua ngày mai, Thịnh sẽ nắm tay vợ mình và con mình, dạ, về nhà thăm ông bà nội nghe em. Rồi xong rồi mình về thăm ông bà ngoại nghe em. Đó, hai vợ chồng phải đi cùng đi, ở cùng ở và thăm cùng thăm. Rồi, rất cảm ơn hai em. Và hy vọng rằng là tất cả mọi thứ đều đến với các em đều được thuận lợi. Thuận lợi, yeah, như ý nha. Yeah. Yeah. Sao cái lời cầu hôn đó là những cái gì nó diễn ra trơn tru không em? Dạ cũng tạm tạm. Dạ lần đầu mà anh. Cũng chật vật chứ. Lúc đó bé mới 20, bé này 18, biết tại cái gì mà không chật vật. Hai đứa là lần đầu tiên của nhau đúng không? Dạ đúng. Chắc chắn luôn. Rồi bây giờ cho hỏi nghe, hai bạn ai võ công cao cường hơn? Khi mà lên sân khấu đấu thì anh hy sinh chết nhiều nhất. Anh hy sinh chết trước em đúng không? Nhưng dạ, mà thực sự ra là ai nội công thâm hậu hơn? Anh giỏi hơn. À. Là đúng không? Dạ. Rồi mời hai bạn giới thiệu về mình.
Dạ, em tên là Nguyễn Châu Đắc Tú. Dạ, em 35 tuổi. Hiện ở nhà là kinh doanh nhà trọ ở Bình Dương chị. Thế còn em? Dạ, em là Trần Thị Kim Liên. Em nay 32 tuổi. Em đến từ Bình Dương. Em ở nhà giữ mấy bé với lại đi phụ ông xã dạy võ. Phụ ông xã gì? Ông xã em dạy võ. Võ gì em? Dạ, võ cổ truyền Việt Nam. À, cổ truyền Vô Vina hả? Dạ không, võ Thiếu Lâm. Thiếu Lâm mà cổ truyền của Việt Nam. Dạ. Bây giờ anh có một lời đề nghị nha. Bây giờ em biểu diễn giùm anh một vài thế được không? Dạ. Rồi bắt đầu. Dạ. Hay dạ. Ờ, hay quá. Bây giờ hỏi võ sư nghe. Dạ. Lần đầu tiên Tú gặp bạn gái của mình là ở đâu? Tụi em biết nhau là nhờ người bà con may mối. Ấn tượng đầu tiên thì em thấy cô này người gì mà sao mà trắng vậy, cừ có răng khểnh giống mình á. Mới gặp thì mình có hảo cảm rất nhiều, mình có thiện cảm. Còn em gặp ảnh sao? Cái gu của em nào giờ là phải dân thể thao hoặc là chơi bóng đá bóng chuyền. Tự nhiên xuống thấy anh này thư sinh, đeo mắt kiếng rồi da trắng, bàn tay thì còn mịn hơn bàn tay con gái nữa. Em thấy công tử bột quá à. Em cảm thấy không có cảm tình, không lắm. Có cảm tình lúc đó chưa có thuận mắt luôn. Dạ. Đúng không? Ủa xí nhưng mà anh hỏi nè, cái lúc đó là em đã dạy võ chưa Tú? Dạ chưa có phơi nắng bởi vì trắng quá đúng không? Dạ. Lúc đó là em bao nhiêu tuổi? Dạ em vừa tròn 18. Em vừa tròn 18, còn Tú là 20. Dạ. Trời lúc nhỏ xíu à ha. Vậy là cách đây là mười mấy năm rồi. 14. Tú ơi, em học võ từ khi nào? Nói chung là lấy vợ về rồi mới học, bắt đầu mình học võ. Lý do? Dạ. Nhiều khi mốt vợ có cầm chổi chà dí thì còn chạy kịp. Trời ơi, lý do là vậy đâu. Nguyên nhân đầu tiên là sợ vợ. Học võ để tự vệ. Sợ vợ đối với vợ. Nãy cái chi tiết là gì nè, em phụ cho chồng dạy võ là phụ gì? Hay em là cũng dạy phụ luôn. Chồng dạy luôn? Dạ, dạy luôn. Cũng dạy luôn. Là em cũng biết võ luôn. Dạ. Wow. Mà lý do gì em học võ? Em thì em đam mê từ nhỏ rồi. Nhưng mà sau này lấy chồng về thấy ông xã đi học thì em xin đi học theo. Rồi bây giờ cho hỏi nghe, hai bạn ai võ công cao cường hơn? Khi mà lên sân khấu đấu thì anh hy sinh chết nhiều nhất. Anh hy sinh chết trước em đúng không? Nhưng dạ. mà thực sự ra là ai nội anh, công thâm hậu hơn? Anh giỏi hơn. À. Là đúng không? Dạ. Ủa mà lúc đó chưa nắm tay người ta, biết nắm tay người ta sao biết tay ta? Em nhìn qua cái bàn tay anh thấy bàn tay anh đẹp. Vậy thì làm sao mà hai bạn đến được với nhau? Không ưa mà, đã không thích mà. Nhưng mà qua nhiều lần tiếp xúc với lại là hai đứa có đi chơi, đi uống cà phê thì cảm thấy anh này chu đáo. Dạ, quan tâm dữ lắm. Cái gì tốt đẹp nhất thì đều nhường cho em hết. Nên là em thấy người này tốt với mình quá. Với lại cái động lực nhiều nhất của em là em cảm thấy gia đình bên anh Tú, ba mẹ rất là hạnh phúc. Dạ, nên là em cảm thấy ngưỡng mộ lắm. Em muốn là một thành viên trong gia đình. Từ khi mà lúc tiếp xúc được với ba mẹ. Nhưng mà còn quen nhau lâu không rồi mới đám cưới? Dạ cũng lâu. Lâu à? 4 tháng. 4 tháng quá ha. Ôi 4 tháng trời lâu. Dạ chưa tính tháng mới đám cưới. Cách đây bao lâu rồi ta? Dạ 14 năm chị. Mà nó nghe nè. Dạ. Tình yêu mà có 4 tháng mà đã đám cưới luôn rồi. Vậy thì cái mức độ thân thiện của tụi em, cái mức độ mà gia chạm của các em là tới đâu? Đám hỏi xong là hai đứa thì mới được phép, thì lúc đó là làm đám xong rồi vô nằm nghỉ ngơi trong buồng. Thì lúc đó là mới da chậm nhẹ là ôm hôn. Ôm hôn thôi. Còn cái gì là để lại cho đêm tân hôn đúng không? Dạ. Vậy đêm tân hôn nó có đặc biệt không? Đêm tân hôn anh Tú làm lãng mạn lắm. Em thấy như trong phim, hoa hồng rải trên giường rồi nến thơm. Em nói trời, xong bước vô mở cửa vô cái phòng ngủ đẹp quá mà anh chuẩn bị đâu hồi nào á, em đâu có biết đâu. Với lại một cái đầm ngủ thiệt là đẹp để đó. Ảnh cầu hôn ngay trong đêm tân hôn. Ảnh nói bây giờ bé chịu làm vợ anh chưa? Trời ơi, cứ ta rồi mà hỏi một cái câu mà thiệt á. Hỏi cho con. Lúc đó mà tỷ dụ nó không, em không chịu thì giờ làm. Còn sao? Không lẽ trả nhẫn lại. Sao cái lời cầu hôn đó là những cái gì nó diễn ra trơn tru không em? Dạ cũng tạm tạm. Dạ lần đầu mà anh. Cũng chật vật chứ. Lúc đó bé mới 20, bé này 18, biết tại cái gì mà không chật vật. Hai đứa là lần đầu tiên của nhau đúng không? Dạ đúng. Chắc chắn luôn. Rồi hai đứa có con chưa? Dạ tụi em được 4 bé. 4 đứa luôn.
Lâu lắm rồi mới tên. Lâu lắm rồi chị mới tính nói câu đó đó. Bốn đứa mà phọt đứa nào cũng ngon lành hết trơn vậy thiệt. Nhìn tụi em giống như mới cưới hồi hôm vậy đó. Dạ. Rồi đứa lớn nhất là mấy tuổi? Dạ đứa lớn nhất là 10 tuổi, bé gái. 10 tuổi rồi. 4 năm sau mới dạ, có con. Dạ, 4 năm sau. Năm 2008 em có một lần có em bé. Nhưng mà bị hư. Rồi lần đó em buồn khủng khiếp luôn mà. Cảm thấy mình như là người vô dụng á. Tự nhiên mình có em bé mà mình không có giữ được á. Nhưng mà lý do tại là mình không biết hay sao? Mình biết là có em bé nhưng mà mình không có nhẹ nhàng, không có nghỉ ngơi nhiều á. Cảm thấy là ý y vào sức khỏe quá. Em bị tâm lý nhiều lắm luôn. Em cứ nói anh Tú thôi bỏ em đi để tìm người khác sanh con cho anh. Chứ em hư quá, có con mà em không giữ được á. Tối nằm cũng nằm ôm anh Tú ngủ mà ướt khóc ướt áo ướt ngực ảnh hết. Sau đó là bao lâu rồi mới có đứa đầu tiên bây giờ? Dạ 2 năm. Thì cái cảm xúc của em lúc đó làm sao? Tháng nào hai chồng cũng canh hết trơn á. Thành ra là cái lần đó biết sớm quá, anh Tú mới nói thôi từ từ mình hả báo. Cái bé đầu kia là mình vui quá. Mình báo hết người này người kia rồi mình kiểu như là mình vui quá độ đi á. Thành mình ra nghĩ là nó không quá tốt. Dạ. Đúng không? Bây giờ mình cứ từ từ bé nó chắc chắn rồi mình sẽ thông báo cho ông bà. Thông báo cho bạn bè sau. Rồi bé đầu xong rồi bé tiếp tục là bao lâu mới có? Dạ em có liền luôn. Có em không dám ra được cái ra hoài luôn. Dạ. Đúng rồi. 9 tháng sau á. Là ra nữa? Dạ. Rồi cái đứa thứ ba? Đứa thứ ba thì em cảm giác là ngưng lại thời gian là 2 năm. 2 năm. Dạ. Rồi cái bé thứ tư? Là 3 năm. Năm 1, năm 2, năm 3. Còn chưa có năm đại học. Còn bây giờ có tiếp nữa không? Hay ngưng rồi. Anh Tú nói năm sau, 5 tuổi anh là đẻ con gái Úc. Nó ẩn tuổi cha tốt lắm á. Dụ em hoài. Có nghĩa là thêm đứa nữa là đặt tên là đại học. Dạ. Bây giờ bắt đầu mình đi vào cái phần mà quan trọng đó chị. Anh chị ha. Thấy hai vợ chồng này vui quá à. Đại hội vạch mặt đó. Cái phần đó đó. Anh ấy có những cái tật xấu gì nè? Ông xã em thì em thấy ít tật xấu lắm. Nhưng mà có một chút xíu chơi game. Mê game. Dạ. Có hơi lớn tiếng với con một chút. Trong mắt em vậy là cảm thấy anh bây giờ là hoàn hảo. Thôi bây giờ tới em. Tới em đó. Bé Liên vợ em thì xấu ăn, xấu ngủ, xấu ở. Xấu ở là sao? Xấu ở là mỗi lần mà nhà cửa bời bộn, rồi đồ đạc để không đúng nơi, con cái thì nói chung là đi học giờ thì mấy bé để đồ đạc lung tung hết. Thì cằn nhằn trong nhà với em vậy đó. Cái đó là cái mặt xấu ở đó. Xấu ăn là sao? Đói lên là phải hối thúc em. Nhanh xấu đói không. Như ăn vậy là quạo là xấu đói. Đói bụng là quạo luôn. Mà bà có giỏ nữa. Đúng rồi. Rồi còn gì nữa nè? Hết rồi, có nhiêu đó thôi. Mười mấy năm ở chung với nhau mà cái tật xấu mà hai người kể mà thấy có chút xíu, nó nhỏ nhoi quá, giờ sao đây? Để coi, vậy em muốn vợ em thay đổi gì không? Liên nấu ăn ok không? Gần đây thì nấu ăn ngon. Cười kìa, cười kìa. Cười có nghĩa là chắc cũng được thôi, đúng không? Có một lần là hồi đó mới cưới là em chưa có biết nấu ăn. Cái cô bếp cổ đi về quê, mẹ đem đồ ăn về, mẹ nói Liên bữa nay con nấu ăn nha. Trời ơi, em xanh lét mặt mày hết. Em nói, anh ơi, hết rồi, giờ sao anh? Rồi cái anh nói, để anh. Anh xuống anh nấu 1 phút 30 giây, xong xuôi hết. Vậy là Tú nấu ăn ngon. Dạ, nấu ăn ngon. Bưng lên cái bà mẹ ăn, bà mẹ nói, Yên Liên bữa nay nấu ăn được cái ta. Ôi ơi. Ai ngờ đâu, hai chồng ngồi cười tủm tỉm. Lần đầu tiên ba mẹ biết điều này. Bây giờ ba mẹ biết. Coi như là một bí mật giấu mười mấy năm, bữa nay mới loài ra. Nhưng mà giờ con dâu đã nấu ăn được rồi. Vậy sao giờ Liên muốn Tú thay đổi điều gì? Em chỉ muốn ông xã em giữ gìn sức khỏe, ngủ đúng giấc, rồi ăn đúng giờ. Với lại có dạy con thì nhỏ nhỏ, đừng lớn tiếng với con nhiều quá. Rồi Tú có mong Liên thay đổi gì không? Dạ không có đâu. Vậy thôi đó hả? Giữ nguyên vậy đó hả? Cũ. Trời ơi, cái cặp này tôi nói thế là quá đặc biệt luôn á trời ạ. Mười mấy năm mà thứ nhất là nhìn phọt của hai anh chị giống như mới cưới hồi hôm. Đúng rồi, anh bất ngờ á. Dạ. 4 đứa con rồi mà cái tình cảm á, mà nói với nhau á, cũng giống như mới cưới hồi hôm. Dạ. Thì á, chương trình chỉ biết là đầu tiên là cảm ơn tụi em từ Bình Dương lên đây tham gia chương trình, chia sẻ về cái hạnh phúc của mình. Sau đó là chỉ biết chúc tụi em cứ như thế hạnh phúc, hạnh phúc, hạnh phúc hoài như vậy thôi.
Và cái lò vỏ ngày càng phát triển. Đúng rồi, càng nhiều môn sinh. Xin cảm ơn hai em đã đến với chương trình Vợ Chồng Son nha. Dạ. Rồi chừng nào mới hôn môi? Tới đó chụp hình cưới. Tại anh thợ chụp hình á, anh kêu hôn hôn xích vô hôn hôn. Là do ông thợ chụp hình. Đó, ông thợ chụp hình phải cảm ơn ông thợ chụp hình đó. Thôi nói tóm lại là hai bạn này trong sáng cho tới ngày cưới luôn đúng không? Dạ. Vậy là mấy năm? Cho vợ một chậu lan. Thì có ra bao nhiêu? Từ từ. Dạ cũng ra nhưng mà cũng xấu quắc nữa. Không không, cái lần này cũng đẹp nhưng mà đi học rồi quên chết ngắt rồi. Và bây giờ mời quý vị chúng ta hãy dành một tràng pháo tay tiếp tục nữa để cùng chào đón cặp vợ chồng thứ hai. Trời đất ơi, cưng dữ vậy trời. Nhìn thôi là biết anh chồng này cưng vợ, phải lo vậy lắng cho vợ rồi. Chào mừng hai em đến với chương trình Vợ Chồng Son. Mời hai em giới thiệu về mình. Dạ, em chào chị Hồng Vân, em chào anh Quốc Thuận, em chào quý khán giả. Em tên là Trịnh Thị Bích Tiên, năm nay em 26 tuổi. Công việc hiện tại của em đó là giáo viên. Dạ, em đến từ miền Tây, đến từ quê hương An Giang. An Giang, trời ơi, An Giang vậy đó, ừ. Đồng hương đồng của hương. Anh. Mời em, tới em. Dạ, xin kính chào anh Quốc Hận và chị Hồng Vân. Em tên là Đỗ Văn Anh Trâm. Em đến từ Mỹ Hội Đông, Chợ Mới, An Giang. Nghề nghiệp hiện tại của em là kỹ sư ba cùng của trực thuộc tập đoàn Lộc Trời. Đố em biết là gì, ba cùng là gì? Cùng ăn, cùng ở và cùng làm sống. Gì? Cùng làm, cùng làm, cùng làm, ăn, cùng ở, cùng làm, của người nông dân. Sống là coi như là kết luận là hai cái kia vô một cái thứ ba đó. Cùng ăn, cùng ở, cùng làm với người nông dân đúng không? Dạ, dạ. Đó, anh rất muốn nghe về cái chuyện là lần đầu tiên hai bạn gặp nhau là như thế nào? Và ấn tượng về nhau ra sao? Dạ, lần đầu tiên em gặp ảnh là ấn tượng cũng mấy tốt nữa. Lúc đó em là sinh viên của trường đại học. Còn ảnh là làm bên... được cử là bên đoàn thanh niên để đi hỗ trợ là công tác tiếp sức mùa thi của cho mấy bạn sinh viên trường đại học An Giang. Cái vô tình em gặp ảnh, ảnh gặp em nhưng mà không thích đâu. Trời ơi, nó hội tụ những cái gì mà mình không thích không à. Thứ nhất đó là hồi trước là em không có biết gì về cái công việc của mấy anh ba cũng nha. Em không có thích, cực kỳ không thích những cái người mà chạy cái xe mà có cái đuôi con ong ở phía sau á, như cái kính trắng chó ở phía trước, không có thích. Và thứ hai nữa là đen mà ốm nữa. Biết tên không? Biết tên luôn lúc dạ không thèm, không biết sao anh có số điện thoại của em rồi cái nhắn tin với em nhưng mà cũng chảnh á, không thèm trả lời. Còn em thì sao? Thì khi mà được cộng tác chung với mấy các bạn sinh viên của trường đó thì trong đó có vợ em thì thấy thì vợ thì người giỏi, nói chung là vợ em được cái là gọi là cầm kỳ thi họa thì mấy cái đó là vợ em chắc ăn là nó nhưng mà về giỏi. Nhan sắc lúc đó thì còn rồi cái nhan sắc của vợ thì lúc đó đẹp là em hợp luôn đúng không, nhìn là hợp liền đúng nhưng không là ấn tượng đẹp về vợ đúng không, cũng suy nghĩ ở trong lòng đó chắc cũng khó cua lắm mà. Rồi sao, rồi em cua sao để cua được vợ á? Thì cũng nhắn tin rồi mời, giai đoạn đầu á thì chỉ là mời là đi uống nước thôi. Xong bên cạnh hết cái chương trình đó tới thêm cái chương trình là du khảo về nguồn. Lúc này nè là em mới mời vợ, bên công ty của tôi á nó có cái chương trình du khảo về nguồn. Bạn có rảnh không, tôi mời bạn đi tham gia cũng trong ngày về. Từ cái dịp đó thì em mới đi không vợ đi. Rồi xong rồi cái việc đó mới biết là vợ thích cái gì, rồi vợ muốn cái gì, rồi lúc mới tìm hiểu rồi mới tặng đồ sao. Chứ ban đầu là chưa tặng đồ. Tặng gì? Dạ tặng cái này hết hồn nè. Tưởng đâu ghê lắm luôn á, ai ngờ đâu tặng cái cây móng rồng bé xíu vậy. Mà sao mình cũng em lúc em không biết cây móng rồng, em nói mình trông coi nó bông nữa sao chắc cũng đẹp lắm nè. Cái chăm sóc ngày đêm để ngay cửa sổ, tưới nước chăm bón cố cổ ra cái bông vậy thòn vậy đó. Mà cái bông tí xíu à, xấu ơi là xấu, lại càng ghét thêm. Lại ghét thêm, lại ghét người đó. Rồi từ đó tới sau mới thấy cũng vợ cũng không đồng ý, cũng không có thích cây quá. Nên chọn là sau lại là tặng cho vợ một chậu lan. Thì có ra bông không? Từ từ. Dạ cũng ra nhưng mà... cũng xấu quắc nữa. Không không, cái lần này cũng đẹp nhưng mà đi học rồi quên chết ngắt rồi. Thì bao lâu để em mới để ý lại anh này? Tại vì ngày nào cũng nhắn tin cho mình hết trơn á. Sáng cái buổi sáng vui vẻ, chưa ăn cơm ngon nghe, tối chút ngủ ngon, mà ngày nào cũng lặp đi lặp lại trơn á. Nghĩa là dội tin nhắn đó. Dạ, rồi dội. Cái bắt đầu mình thích, lúc đó em thích thì em trả lời, còn không thì không trả lời. Cái tự nhiên khoảng thời gian hơi lâu lâu tao mất tiêu luôn. Cái mình cũng thấy, ủa sao bình thường nhắn tin cho mình mà giờ không nhắn tin nữa. Bao lâu, mất tiêu bao lâu? Dạ mất tiêu khoảng 5 ngày. Ủa không lẽ mình chảnh quá không nè, em nghĩ nhắn tin cho mình rồi ta. Điện thoại lại thì thuê bao nó. Rồi, giận, đổi số luôn chứ đâu.
ai ngờ đâu khoảng nửa tháng sau thì ảnh mới trả lời lại, thì lúc đó mới được biết là do trong một lần anh đi công tác về tối anh bị tai nạn giao thông. Cho nên là nằm viện suốt khoảng thời gian đó luôn. Tại em vì lúc đó không có số điện thoại. Đợt đó là em đi công tác chơi trên nhà máy hạt giống, nó cũng tối rồi, đi xa cái mình đuối sức á, buồn ngủ thì cái em té. Thì đợt đó té xong rồi em phải nhập viện cũng gần 10 ngày đến 15 ngày. Là em bị đứt lưỡi. Cái vi mạc ở dưới cái thành lưỡi á là nó bị khuyết vô luôn. Thì em phải đợt đó cũng nghĩ nói chuyện gần cả tuần lại. Rồi em lúc đó là được. Em nằm ở trong bệnh viện 10 ngày. Dạ. Rồi lúc này không liên lạc gì với vợ. Không liên lạc gì với vợ. Nhưng mà khi em tỉnh lại thì sao? Khi em tỉnh lại thì em có em có cái người bạn thì cũng gành về di tính rồi kia. Nói bây giờ đợt rồi á tao có lưu số nghệ tao trong cái danh bạ. Đâu mày là có cách nào mà tao có đăng nhập về tài khoản Google đó, mày có cách nào mày tìm lại giùm tao không? Tức là tìm trên Zalo đó phải không? Dạ. Cái bạn nói mới hết thì mày lo cho mày đi, mày kiếm con ghệ mình chứ vậy. Cũng bạn cũng tốt, nó tìm ra nó rồi có nè, gửi qua từ đó mới cho vợ hay rồi tôi đi công tác công việc gì đó rồi cái tôi bị tai nạn. Và là khi... lúc đó em mới có cảm tình đúng không? Dạ. Sau cái vụ đó bắt đầu có cảm tình với nhau. Dạ. Rồi cái cũng Tết đến em mới liên lạc với vợ, mời vợ qua nhà chơi để cho biết về nhà của em. Xong đợt đó mới hỏi ý kiến của vợ em, nói giờ đặc thù cái công việc của anh á, làm cho tập đoàn Lộc Trời gì đó thì nó xa nhà, ba mẹ anh ở nhà thì cũng đã ở ngoài 60 rồi, thì anh có ý định là sẽ cưới em, nếu mà em chấp nhận thì ba mẹ của anh qua để hỏi cưới em. Vợ CD nghĩ lại thời gian sau vợ mới cho hay, không quyết định liền. Lại bao lâu thì em mới đồng ý là chấp nhận cái lời tỏ tình cầu hôn của anh? Dạ khoảng 1 tháng rưỡi. Rồi ông tỏ tình mình rồi. Ông tỏ tình mình xong ông có hôn mình không? Thôi ông này ông nhát lắm chị ơi. Là sao? Ông có một lần ông hôn mà có điều á, ông giả bộ chỉ mình bên kia xong ông hôn. Rồi xong ông chạy đi, hỏi sao chạy đi vậy? Chạy đi đang chạy vô hôn nữa. À vậy là khôn quá trời vậy chứ. Là hôn má hay là hôn miệng? Dạ hôn má. Hùng má thôi đó, từ lúc mà ảnh tỏ tình cho đến lúc cưới nhau á là các em cái tình cảm của em là nó tới đâu? Nó tới cái tai, tới má hay là tới cái môi? Dạ tới cái má, tại vì nói chung em cũng khó chịu lắm. Rồi chừng nào mới hôn môi? Tới đó chụp hình cưới, tại anh thợ chụp hình á, anh kêu hôn hôn xích vô hôn hôn. Là do ông thợ chụp hình. Đó, ông thợ chụp hình phải cảm ơn ông thợ chụp hình đó. Thôi nói tóm lại là hai bạn này trong sáng cho tới ngày cưới luôn đúng không? Dạ. Vậy là mấy năm hai đứa là yêu nhau trong sáng mấy năm trời rồi mới cưới? Dạ khoảng 1 năm rưỡi là lúc đó hết khi học xong rồi đi làm khoảng nửa năm rồi mới cưới. Rồi bắt đầu là cưới. Dạ. Cưới này là nhiêu lâu rồi? Dạ gần 4 năm. Gần 4 năm rồi. Dạ. Sau khi cưới thì hai vợ chồng có gặp những cái khó khăn gì không? Dạ thì nhìn chung là ảnh cũng phải đi làm suốt và nhiều khi ảnh phải ở lại trực cơ quan, cho nên là công việc ở nhà thì đa số là phải tự lo. Lúc đó là em làm ở dưới Long Xuyên á, em đi giải Long Xuyên á, cái bắt đầu là mới có chưa được 8 tháng nữa em nghĩ là em chưa có sanh, mà lúc đó em ở bên nhà mẹ đang tiện dễ đi lại đó. Cái bắt đầu tối em ngủ tự nhiên là em đau bụng, em bị vỡ ói luôn. Cái là tức tốc là ba mẹ phải chở đi xuống Long Xuyên liền. Cái ba mẹ điện bóp điện thoại lên, chùm ơi chùm, vợ con đẻ. Xong cái alo ba hả, ủa vợ con đẻ hả ba? Cái ba em mới nói ừ, cái tắt máy ngủ thêm 2 tiếng nữa mới chạy ra. Gì đó hả? Ủa sao gì chùm, em lúc đuối đó là quá, em đang ngủ mê hay sao? Ngủ mớ đó. Em thì lúc đó em đi làm do ban ngày thì em phải xuống nông dân rồi hỗ trợ cái bà con về cái kỹ thuật rồi trao đổi đồng ruộng rồi chiều về giống như một ngày làm việc nhưng nó mệt vậy đó, nó đuối quá đúng không? Tối mình ngủ mình cứ nghĩ như vợ của mình thì nó cũng chưa đến ngày đến tháng để mà sanh. Thì tối ngủ thì ông ba ông điện cũng tầm 12 giờ đến 1 giờ cái em cũng nghe, em cứ nghĩ là em nằm mơ rồi em mới ngủ nữa. Ông mệt quá. Rồi bây giờ tới cái lúc mà lấy nhau về nè, có loài tật xấu gì không? Dạ cũng kha khá. Bây giờ dạch chùm ra đi đó. Dạ thứ nhất đó là ảnh yêu công việc của ảnh quá trời yêu rồi, cho nên đó là bớt thời gian yêu vợ lại. Tối về rồi thì thôi đi làm báo cáo hay là nhắn tin công việc gì nông dân điện rồi hồi mình ngủ mất tiêu. Bỏ qua. Mà thêm vụ này nữa, không bao giờ chịu thêm ăn. Em thì thích ăn ăn vặt, ăn hàng, ăn quán lề đường á. Thôi mệt lắm, đi làm một ngày mệt lắm rồi, đi về ngủ rồi bây giờ nè, ông không đi lãng mạn đó. Bây giờ đi làm suốt, vợ ở nhà vậy
ổng có ghen không? Không biết có ghen không, mà tự nhiên bữa nào cũng đi làm hay là đi họp thứ bảy gì, alo alo, nãy thấy đi đâu á, ai chở phải không, đi với ai? Và trong khi mình đang ngồi họp trong phòng á. Dạ. Tự suy diễn ra đúng dạ, không? Tự suy diễn. Ghen tưởng tượng là ghen hay là đón chúng. Đầu tính em thì hay chọc dạ lắm, tại vì thấy bên cạnh cái công việc thì quá trời nó nhiều việc rồi, ngoài cái chuyện gia đình ra phải cho nó vui vẻ hết. Tính em đến gọi điện chọc vợ cho nó vui ấy. Mà thật ra là chứ, rất là tin tưởng vợ, quan tâm thì vẫn quan tâm rồi. Đó rồi mong muốn ông thay đổi gì? Dạ muốn ảnh đó là hãy tâm sự với em nhiều hơn chút xíu, em cũng muốn biết về cái vấn đề này vấn đề nọ. Ảnh em hỏi sao anh không nói, cái ảnh nói là nói rồi mất công buồn thêm, nó có giải quyết được đâu. Mà thật sự ra nhiều khi mình không biết á, cái đó mình mới suy nghĩ nhiều hơn á. Với lại cái thứ hai nữa là nhiều khi á thì cũng gán ăn đi, dắt ta đi ăn thì không ăn nhiều thì ăn ít cho người ta vui, nghĩ sao không ăn luôn. Còn để vợ ăn không? Dạ. Hiểu được cái mong muốn của vợ không? Em không tâm sự là bởi vì em lo lắng, mình nói ra cái chuyện buồn không biết vợ mình có chia sẻ được không, nhưng không nói ra thì vợ lại càng lo lắng. Dạ. Đó. Rồi bây giờ tới phiên em, vợ em có tật xấu gì không nè? Vợ của em á thì chỉ có nấu đồ ăn là em ăn chưa được. Là tại vì đặc thù á là em xuống dưới cái công việc của em là làm bên Ba Cùng, thì xuống dưới nông dân á thì em thường em nấu ăn nè, em tất cả mọi việc em đều làm được. Bởi vì khi mà vợ nấu ăn thì nó không ngon bằng em nấu. Bởi vì chuyện bếp núc hay là nấu nướng là em hết. Tại vì em nấu ăn ngon. Dạ. Cho nên là em thấy cổ chưa theo đúng cái chuẩn của mình, chứ không phải là cổ nấu ăn dở. Dạ. Gì nữa nè? Thêm cái nữa là vợ thì thích ca hát đi ăn vặt. Còn em thì đi làm hàng ngày rồi. Tới những cái việc đó thì em cũng như nó hơi mệt chút vậy đó. Rồi em mong muốn vợ em thay đổi gì? Về cái đề xuất cho sắp tới thì mong muốn là vợ em là săn sóc ba mẹ bên em cho nó tốt hơn, nuôi dạy con. Còn cái việc kinh tế hay là đi làm những chuyện bên ngoài thì em lo hết. Để anh lo. Nói chung là bây giờ tụi em cũng đang là trẻ mà đứa nào nấy trẻ quá trời luôn. Mọi thứ đều mới bắt đầu. Bây giờ thành ra cái nhiệm vụ của tụi em nó bị nhiều thứ quá. Vừa làm nè, vừa chăm con nè, vừa chăm cho cha mẹ nè, đúng không? Cho nên bây giờ tụi em là phải học cái mà phân bổ thời gian một cách cực kỳ khoa học. Em phải tính, ví dụ như bây giờ mình đi làm vậy thì mấy giờ mình sẽ phải thức dậy để mình lo hết được mọi thứ xong. Rồi chiều về là bắt đầu là mình hốt hụi chót, đúng không? Chứ giờ chồng mình thì cái công việc, đặc thù công việc nó quá cực, gian nắng suốt ngày cực lắm. Dạ. Chứ mình dạy học trò mình còn được ở trong phòng chứ. Còn chồng mình là suốt ngày ngoài ruộng. Cho nên mình phải hiểu cái đặc thù công việc của chồng mình để biết được cái sức của chồng mình kham như thế nào là nổi. Được không? Đó đại khái là như vậy thôi, tụi em phải tự sắp xếp với nhau. Dạ. Rồi, xin cảm ơn hai vợ chồng của Chum đã đến với chương trình Vợ Chồng Son. Và trên mỗi một con hạc giấy này, mỗi một ngày chúng em gấp một con hạc giấy và một cái trái tim. Và trên đó đều có những cái lời nhắn nhủ dành cho em. À. 2 năm nữa, xong rồi lại tiếp 2 năm nữa. Và cuối cùng đến mà lần cuối thì em hỏi bây giờ là có về hay không ấy. Không về là thôi luôn. Đó là sau khi mà đến biết tin mà chồng mà chắc chắn về ấy, thì rất là sung sướng, phải đếm từng ngày luôn. Xong rồi bắt đầu đi ra sân bay mà không dám đi một mình nữa, là phải gửi bạn đi cùng. Quý vị, chúng ta hãy dành một tràng pháo tay tiếp nữa để cùng chào đón cặp vợ chồng thứ hai. chín con hạt giấy phải không nè? Rồi xin chào hai em. Dạ em xin chào chị Hồng Vân, chào anh Quốc Thuận, xin chào quý vị khán giả. Em tên là Đinh Tiến Hậu, năm nay em 34 tuổi ạ. Hậu? Dạ vâng. Hậu làm nghề gì? Em hiện tại đang kinh doanh. 34 tuổi rồi đó, mặt dạ, trẻ măng trẻ mắng à. Em xin chào chị Hồng Vân, em chào anh Quốc Thuận, em chào quý vị khán giả. Em tên là Nguyễn Thị Liên, năm nay em 33 tuổi ạ. Liên làm công việc gì? Dạ em đang làm kế toán ạ. Kế toán. Bây giờ nè, anh rất muốn biết cái câu chuyện tình yêu của các bạn lần đầu tiên. Em gặp cô gái này ở đâu và em ấn tượng gì về cô ấy? Em với vợ em là bạn thân từ thuở bé, hai đứa học cùng lớp rồi, lại ngồi cùng bàn nữa, thành ra là chơi nhà thân. Có ở gần nhau không? Dạ nhà em với nhà vợ em thì cách nhau khoảng mấy chục mét thôi ạ. Mấy chục mét rồi, là đi bộ qua xóm được luôn. Dạ, xóm. Học với nhau đến cấp 3. Khi mà rời trường cấp 3 thì em có đi vào trong Sài Gòn, vợ em thì ở ngoài Hà Nội học. Trong quá trình xa nhau thì mới thấy là nhớ, rồi cuối cùng thôi là chết rồi, yêu rồi. Rồi yêu, vâng, đấy là lúc đấy mới nhận ra là mình đã yêu ạ. Còn em thì sao? Cái thời gian mà lúc mà còn nhỏ đó là em có thích bạn này không? Hay là em không ưa bạn này?
Dạ, hồi lớp 6 thì bắt đầu là em học chung với nhau, là cô lại phát sắp xếp chung được chung bàn. Ừ. Là nhìn này khó ghét lắm ạ. Ghét là lắm toàn cứ chia bàn thôi, gạch phấn chia bàn, là không có chơi với nhau luôn. Nhưng mà rồi cái lúc mà bạn ấy vào Sài Gòn thì lúc ấy cảm giác em sao, có giống bạn này không? Khi mà bạn ấy vào Sài Gòn thì lúc đấy thì bọn em vẫn đang là bạn thân. Ừ. Thì sau thì cứ một tuần thì bọn em cứ gặp nhau ở trên mạng là 2 lần, và thứ 3 và thứ 6 thì mỗi lần là tranh thủ chat với nhau qua Yahoo á, là 2 tiếng một tuần như thế. Thì em cũng cứ ngày nào cũng mong là đến cái giờ đó để ra chat và để nói chuyện với nhau. Rồi đến khi nào thì mới hết yêu xa? Dạ, tụi em yêu xa là 9 năm. Wow. Chính thức 9 năm là lúc tính từ lúc mà nhận lời yêu. 9 năm đó là em ở Sài Gòn hết hay em có đi đâu làm việc hay như thế nào mà yêu xa dữ vậy? Dạ, trong 9 năm thì em có 2 năm là học tập và làm việc ở Sài Gòn. Sau đó là em có đi sang Hàn Quốc ạ. Là đi mấy năm? Em đi 7 năm Hàn. Em đi 7 năm nhưng mà là em có về không? Là em ở tuốt ở bên đó 7 năm? Dạ, trong 7 năm thì em có chính thức về. Khi mà nói chuyện với gia đình ấy là xin phép gia đình để đi về thì là một lần. Còn 3 lần còn lại là về, trốn về để chơi với lại vợ ạ. Coi như vợ nhớ vợ quá. Dạ vâng. Ui, nhưng mà tụi em siêu quá. Là tại vì vậy nè, 7 năm mà dành cho 3 lần thì nó không dạ vâng ạ, tí gì hết cho hai người yêu nhau. Wow. Đúng không? Dạ vâng. Thế rồi em sao mà em chấp nhận hay quá vậy? Đầu tiên thì là chơi với nhau lâu cho nên gắn bó tình cảm, thì khi mà yêu xa thì đầu tiên là anh nói là cũng không ý định là đi Hàn Quốc. Mà chỉ là yêu xa trước thế thôi, còn sau khi nào mà quyết định là đi Hàn Quốc thì nói là đi 3 năm thôi. Thì sau đó anh sẽ về, nhưng mà cứ hết 3 năm thì anh lại bảo thôi anh thêm 2 năm nữa. Hai năm nữa xong rồi lại tiếp 2 năm nữa, và cuối cùng đến mà lần cuối thì em bảo bây giờ là có về hay không ấy, không về là thôi luôn. Đó, là giống như là định... anh tỏ tình với mình vậy đó. Là dạ. Bỏ nhau luôn đúng không? Dạ. Nếu mà như vậy rồi cuối cùng mới chịu về. Vậy dạ. Tụi em lấy nhau là được mấy năm rồi? Tụi em kết hôn được hơn 5 năm rồi ạ. Dạ. Là được hơn 5 năm hơn rồi. Hơn 5 năm rồi. Dạ. 4 năm. Hai bạn này cả cuộc đời ở bên nhau luôn á. Đó. Thực sự luôn á. Trong cái khoảng thời gian yêu xa như vậy thì chắc chắn nó sẽ phát sinh rất là nhiều việc. Dạ. Cái quan trọng nữa là cái niềm tin. Dạ. Mà các bạn từ đâu mà các bạn lại có được cái niềm tin mà để mà giữ cho nhau cho đến coi như là 7 năm trời như vậy? Bởi vì bản thân em ấy là con gái thì em cũng rất là mong muốn là có một người yêu ở cạnh mình. Mỗi một lần mà yêu xa em rất là tủi thân. Ví dụ như là đi sinh nhật bạn này hay đi đâu đó đi chơi thì muốn là có người yêu mình bên cạnh. Nhưng mà suốt thời gian đó thì gần như là không, cho nên là em rất là hay giận dỗi với lại người yêu em. Dạ. Đòi chia tay không? Chia tay có ạ. Bọn em chia tay đến 3 lần. Vậy thì tại sao lại hàn gắn trở lại? Dạ, bởi vì anh nghĩ là lý do là vì gia đình thì em cũng rất là hiểu. Bởi vì em là bạn thân lớn lên từ nhỏ ấy. Cho nên em hiểu về vấn đề của anh ấy gặp phải. Và thứ hai nữa là em nhìn thấy sự chân thành của anh ấy. Đó là em mang đến đây chương trình là một cái bình hạc giấy. Cái bình hạc giấy này thì bình thường thì sẽ là con gái gấp. Nhưng đây rất đặc biệt, đó là chồng em gấp. Và trên mỗi một con hạc giấy này, mỗi một ngày chồng em gấp một con hạc giấy và một cái trái tim. Và trên đó đều có những cái lời nhắn nhủ dành cho em. Em có mở ra em đọc hết mấy con giấy này chưa? Dạ chưa. Em mới đọc có một ít thôi ạ. Tại vì mãi đến năm 2014 khi chồng em về nước thì chồng em mới mang về. Lúc đó thì có chồng em ở bên cạnh rồi nên em cũng đọc chỉ một số ít thôi ạ. Bây giờ nếu như anh muốn á, em khui ra, dạ. Em mở một con hạt giấy ra em đọc bất kỳ, nghe. Bất kỳ. Dạ vâng. Một và em cho anh với chị Vân, mỗi người một dạ, con. Rồi. Anh với chị Vân sẽ dạ, mở ra coi luôn. Dạ vâng. Tò mò quá vậy Bin. Dạ. Rồi em đọc trước đi, coi ông viết cái gì. Dạ. Xong rồi tới chị, tới anh Bin. Dạ. Tính đến thời điểm bây giờ là 12 năm rồi chị. 12 năm. Dạ. Ngày 18 tháng 6 năm 2018. Vợ à, cố lên. Chỉ còn mấy ngày nữa thôi, cố lên nhé. Rồi, tới chị Vân đi. Ngày 2 tháng 9, 2008 nè. Đọc coi. Chà, mắt sáng quá ta. Sáng lắm. Ngày 2 tháng 9 năm 2008. Liên ơi, anh nhớ em quá. Ồ, tự nhiên anh xúc động ta. Liên ơi, anh nhớ em quá. Xong thì gọi cho anh đó. Anh yêu em. Ngày 8 tháng 1 năm 2009, sao thế nhỉ? Người tôi yêu đã bị dị ứng. Em hãy cố lên nhé, Liên. Anh chẳng biết làm thế nào, chỉ động viên em thôi. Cố lên, cố lên.
Dạ. Phải nói rất là xúc động. Xếp lại đi cưng, xếp mình đang rất được là xúc động với những cái dễ thương quá. Đây là những cái lời mà gọi là sinh hoạt rất là bình thường, những cái lời chút xíu thôi, nhưng mà chị cảm giác lúc đó em ngồi em xếp, em tưởng tượng là em đang nói chuyện với Liên. Dạ. Đúng không? Một mình em cô đơn ở bên xứ lạ quê người. Dạ. Thế rồi cái ngày mà chồng em về thì sao? Đó là sau khi mà đến biết tin mà chồng mà chắc chắn về ấy, thì rất là sung sướng, phải đếm từng ngày luôn. Xong rồi bắt đầu đi ra sân bay mà không dám đi một mình nữa, là phải cử bạn đi cùng để di ra và đón chồng về cùng. Bạn trai. Đó. Rồi cái lúc mà thì cái thấy cảm giác đó là giống như kiểu vỡ òa tim mình. Em về lần nào cũng thế, thì thường thường là hai đứa sẽ chạy thật nhanh đến, xong là ôm nhau khoảng mấy chục giây, xong đó sẽ nắm tay nhau đi về. Dạ, hạnh phúc thì đôi khi có rớt nước mắt ạ. Vâng. Vỡ hòa chứ. Chắc là Liên khóc nhiều nhất. Và sau đó bao lâu thì cưới nè? Dạ, sau khi anh ấy về khoảng 10 ngày là bọn em tổ chức đám cưới á. Chà, cũng lâu quá. Dạ, vâng, nhanh lâu quá. 10 ngày mới cưới. Cưới liền chứ, bây giờ đi xa quá rồi. Rồi bây giờ là hai đứa là đang sống ở tại thành phố Hồ Chí Minh. Dạ, em đang làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh ạ. Còn gia đình em thì ở Bình Dương ạ. Các em có mấy bé rồi? Vậy em có một bé 4 tuổi ạ. Một bé 4 tuổi rồi, dạ. Như vậy là quá hiểu nhau rồi. Vậy dạ. Thì bây giờ nè, cho hỏi nè, dạ. Tật xấu của anh ấy là gì? Dạ. Hả Liên? Lúc mà về rồi thì em cũng thấy là tật xấu của anh ấy là hay quên. Tới lúc mà đưa con đi học nhá, thì con thì ngồi nằm sau với xe mà xem điện thoại nên là không có tiếng động gì cả, mà đưa con đi học thì quên, đưa lên thẳng lên cơ quan luôn, công ty luôn. Chưa học. Là coi như là dạ. Đưa con đi học nhưng mà đi ra cơ quan luôn. Dạ. Còn rồi. Mà ở nhà mà có dặn tỏ anh là sửa giúp em cái gì đấy là tôi bảo lát nữa anh làm nhưng toàn quên. Em mà có ghi lên giấy dán lên tường ấy thì cũng vẫn cứ quên. Rồi tiếp theo nữa. Dạ, cái thứ hai là nóng tính đấy ạ. Nóng tính nhưng mà có bao giờ quát nạt và động tay động chân gì tới em không? Dạ, cái đó thì không, nhưng mà nhiều khi mà ở chỗ đông người ấy, hay cáu nhân mặt với em lắm. Cho nên là cái đấy là tính xấu của chồng em. Em mong muốn anh thay đổi cái gì? Em mong muốn là anh ấy thì kiềm chế cái sự nóng tính hơn. Và nếu mà em có sai hay chỗ đông người gì đó thì cứ về nhà nói từ từ với em ấy. Với lại đặc biệt là phải cải thiện trí nhớ một tí, tránh quên. Rồi mà em, tới em, cô ấy có tật xấu gì? Vợ em thì chắc là ham ngủ. Hai nữa là ngày trước thì nấu ăn em thấy là cũng ok lắm. Nhưng mà dạo gần đây kiểu là lười nấu ăn. Thế làm sao ấy? Vâng, vị nó nhạt đi rồi. Đấy, với hai nữa là mỗi lần nấu ăn xong ấy, chén đũa rồi xong nồi là thôi rồi, nguyên một mớ luôn. Ai muốn làm gì làm. Dạ đúng rồi ạ, ăn xong là vắt chân lên, xong là bảo em nấu rồi, bây giờ là đến lượt anh là phải dọn thôi. Tôi là người nấu còn cái chuyện là ai dọn làm mặc kệ. Dạ đúng ạ. Rồi nhưng mà vợ em là tánh có nóng hoặc là có hay cáu giống em không? Vợ em thì có cái tật là đang ngủ mà ai mà có động chạm gì đến là hay cáu gắt lắm. Vâng, ngay kể cả đi xe cũng vậy, bật điều hòa mà nó lạnh một chút thôi là cũng cáu gắt lên với em liền. Cáu gắt luôn. Là cáu bẩn á, có là hay cáu bẩn. Dạ đúng rồi, đúng rồi. Nhưng mà hồi cái thời mà yêu xa đó, là thường là bao giờ chắc thế nào cũng nói anh về đây, em sẽ chăm sóc anh, em sẽ chăm sóc, em sẽ lo lắng. Còn bây giờ thì sao? Đợt mà em cũng ở bên đấy thì cũng dụ em về nhiều lần, bởi vì là về là anh về đây anh làm việc bên đấy vất vả rồi, về đây em là đấm bóp, vâng đúng rồi, chăm sóc rồi đấm bóp rồi này kia. Nhưng mà em thấy là từ được đúng một lần đấm bóp, bây giờ mỗi một lần đấm bóp rồi này bảo chứ sao trước ngày em bảo là đấm bóp cho anh thì lại nói là thì đợt trước anh về em đấm cho lần rồi thầy. Ý là thế, đấm rồi lần đó em đấm rồi. Dạ. Dạ em đã thực hiện lời hứa rồi. Dạ vâng đúng rồi đấy. Bà này quá khôn. Khôn. Dạ. Bây giờ cái nguồn kinh tế là ai là người kiếm về? Dạ thực tế thì là nguồn kinh tế thì em thấy là hai đứa giống như nhau. Nhưng mà ai là người làm kinh doanh? Vợ em thích đếm tiền, em lại cứ để nhường hết cho vợ. Và mỗi lần em muốn mua cái gì hoặc em muốn làm một cái gì đó thì sao? Thường thì em cứ mua theo sở thích của vợ em là chủ yếu thôi. Ví dụ vợ em mà muốn máy tập chạy hay là mua cái gì gì đấy là em cũng chủ động hỏi tiền, nhưng mà nếu mà hỏi không được là em cũng chủ động đi mượn tiền để phải tự đi kiếm tiền. Dạ đúng rồi, đúng rồi. Vâng. Không được. Dạ không. Em cứ vay mượn xong rồi người này cũng phải trả thôi. Cứ vay mượn người này người kia xong rồi mua xong rồi lại vợ em lại trả. Tại nhưng mà hỏi trực tiếp mà đưa thì lại không đưa cho trực tiếp. Dạ em. Vâng, đúng ạ. Rồi bây giờ em mong muốn vợ em thay đổi gì? Bởi vì là trong quá trình sống với gia đình nhà em thì vợ em chưa có hòa đồng được với lại bên nhà nội. Mong muốn vợ em là cải thiện cái mối quan hệ giữa vợ em với lại mẹ em cùng với lại tất cả mọi người trong gia đình nhà nội. Vâng.
Rồi. Có nghĩa là hiện giờ là em với vợ em đang sống riêng. Dạ vâng ạ. À, mà gia đình em thì ở dưới Bình Dương. Dạ vâng. Còn gia đình của vợ thì ở đâu? Gia đình em ở Thái Bình ạ. Ở Thái Bình, hiện giờ vẫn đang ở Thái Bình đúng không? Dạ vâng ạ. Bây giờ chị hỏi em nè, lý do gì mà em vẫn chưa hòa đồng được với mẹ chồng, với lại mọi người trong gia đình? Chắc là cũng chỉ là do văn hóa gia đình chồng em chuyển vào đây sớm lâu rồi ấy. Cho nên là sống theo phong cách miền Nam thì nó sẽ thoáng hơn một chút. Còn em thì kiểu ngoài Bắc thì nó sẽ có thể nào mà nó phong cách sống của nó hơi khác nhau thôi ạ. Thì bây giờ một tuần hay là một tháng dành 2 ngày trong 2 cái cuối tuần về với ông bà, dạ, thì một điều nhịn chính điều lành, các cụ có gì đi chăng nữa thì với bổn phận mình là dâu, dạ, mình cứ coi các cụ như cha mẹ ruột của mình, dạ, để các cụ vui, các, dạ, cụ vui thì chồng em cũng vui. Dạ. Rồi, xin cảm ơn em, dạ, đã đến với chương trình. Dạ, dạ. Cảm ơn chị.